Nhận định bóng đá Paris Saint-Germain với Inter Milan, 18h30 phút ngày 27 tháng 7, giao hữu câu lạc bộ, cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Paris Saint-Germain đem đến Trung Quốc với gần như toàn bộ hảo thủ của mình. Hai ngôi sao lớn nhất là Neymar và Kylian Mbappe đều góp mặt bất chấp khả năng đá chính của tiểu Pele còn bỏ ngỏ. Thomas Tuchel là một huấn luyện viên giàu cá tính và máu lửa. Dẫu vậy, điều này chỉ xảy ra khi ông nắm trong tay toàn bộ quyền thống soái. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ hoàn toàn khác. Neymar không ngừng có những biểu hiện mang tính chống đối, trong khi Kylian Mbappe cũng không ngoan hiền như ngày mới đặt chân xuống sân Parc des Princes. Trong khi đó, hàng thủ đang là tử huyệt của Paris Saint-Germain khi Thiago Silva và Mark Greenwood chưa hội quân trở lại. Trận hòa mới đây trước đối thủ Nantes cho thấy nhà đương kim vô địch Ligue 1 có quá nhiều những vấn đề cần giải quyết trước thềm mùa giải mới. Bên kia chiến tuyến, Inter Milan có vẻ như đã thấu hiểu hơn triết lý của huấn luyện viên Antonio Conte. Họ thua thuyết phục MU dù tỷ số chỉ là 0-1 nhưng lại gây ra nhiều khó khăn cho Juventus. Nếu sở hữu một chân sút tốt hơn, có lẽ Nerazzurri đã đánh bại Bianconeri chứ không để hòa 2-2 rồi thua trong loạt đá luân lưu. Sự linh hoạt trong di chuyển là điều dễ nhận ra ở màn so tài mới đây với Juventus. Tinh thần thi đấu cũng là nét khác biệt giữa Inter Milan dưới thời Antonio Conte so với khi Luciano Spalletti còn tại vị. Sau những gì đã thể hiện trước Juventus, Inter có thể thu về ít nhất một kết quả hòa khi chạm trán Paris Saint-Germain vào thứ bảy này.